Tình trạng thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy với tốc độ cao ngày càng gây nhức nhối tại nhiều địa phương. Để ngăn chặn các hành vi này, dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Công an soạn thảo có đề xuất một số trường hợp sẽ bị tịch thu xe máy như đua xe trái phép, buông cả hai tay khi lái xe, dùng chân lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong và ngoài đô thị. Đây được đánh giá là liều thuốc đặc trị xử lý nạn quái xế từ nhiều năm qua. Điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau, không làm chủ tốc độ. Một trong số những đối tượng này đã đâm phải hai cô gái đang dừng chờ đèn đỏ. Thu phương tiện là một cái đánh vào kinh tế, thì bố mẹ sẽ tránh cái trường hợp là luông chiều con cái. Vì làm sao bắt về lại thả lại có xe đi lại gây án tiếp. Em hiểu không, câu chuyện là không giải quyết được gì, cứ đánh vào đòn kinh tế. Là các ông bố bà mẹ phải có những cái biện pháp với con cái. Làm sao các bà mua mãi được xe cho con. Những cuộc đua xe liên tục tung hoành trên các tuyến địa bàn của các dân tổ vào mỗi tối cuối tuần, khiến những người dân như anh Đức luôn nơm nớp lo sợ. Ban ngày thì cũng ồn ào, thế nhưng về khuya thì có những lúc mà thanh niên mới lớn đua xe hoặc là lạng lách các thứ thì cũng có ảnh hưởng. Đương nhiên là khi mà đua xe tốc độ cao thì phần lớn mọi người mà nhìn thấy thì đều phải tránh hết cả. Thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 82 vụ với 765 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Trong đó, cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 172 đối tượng và xử lý hành chính 66 vụ. Con đường mà giải quyết nhanh nhất là con đường tịch thu phương tiện. Tức là cái chuyện mức phạt bao nhiêu không cần biết, nhưng mà tịch thu phương tiện. Nếu mà chúng ta tịch thu thì giáo dục không những cho các cháu và cả bố mẹ các cháu. Vì bố mẹ các cháu là cái người mà tôi cho rằng là chúng ta phải tiến tới này, là cái người nào mà cung cấp cái phương tiện ấy cho người đi đua xe, chúng ta phải xử lý. Tăng chế tài mạnh để răn đe, tiến tới hạn chế và xóa bỏ nạn đua xe trái phép là cần thiết. Đề xuất của Bộ Công an đã khắc phục kẽ hở của luật hiện hành, chỉ được phép tịch thu xe khi xe đó thuộc quyền sở hữu của chính đối tượng đua xe trái phép. Các trường hợp lái xe đi mượn thì không được tịch thu mà phải trả lại cho chủ sở hữu. Sau 20 tháng kể từ ngày khởi công, bằng sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và đội ngũ thi công ngày đêm trên công trường đã dần tạo nên một hình hài mới cho cao tốc Bắc Nam. Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là một ví dụ cho thấy những nỗ lực để đưa tuyến huyết mạch nối hai miền đất nước về đích đúng hẹn. Những công nhân miệt mài lao động, nhiều người tình nguyện ở lại bám công trường xuyên lễ, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km cao tốc Bắc Nam vào năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cán bộ, công nhân thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn luôn nêu cao tinh thần, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Rất là tự hào vì là vào đây tiếp cận dự án rất là khó khăn, nhưng mà sau khoảng một thời gian dài anh em cũng đã có thức ngày thức đêm thì làm xuyên ngày xuyên đêm, thì làm có lúc thì làm cả xuyên Tết xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. Là anh em rất là tự hào vì đã một phần nào để hình thành dự án cũng là con đường để huyết mạch giao thông Bắc Nam, cao tốc Bắc Nam và công trình của quốc gia mà. Toàn dự án đã triển khai 50 mũi thi công, hơn 4.000 nhân sự, hàng ngàn máy móc thiết bị làm 3 ca. Riêng các hạng mục hầm thi công liên tục 24/24, sản lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tương đương với 41,6% tổng khối lượng. Tất cả các nhà thầu đã tăng cường thêm gấp đôi cái lượng xe máy thiết bị hiện có để mà đảm bảo là cái việc mà đắp nền xong trong mùa khô năm nay, và các cái kế hoạch về bê tông nhựa hay là cấp phối đá dăm thì là cũng đi kèm theo cùng với cái kế hoạch đó. Nên là chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Thời gian còn lại mùa khô của năm 2024 tại địa phương Quảng Ngãi và Bình Định không còn nhiều. Do vậy là kể cả những ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi cũng duy trì công trường hoạt động 100%. Và đặc biệt là trong dịp lễ 29 thì toàn bộ công trường, cả phần cầu đường và phần hầm thì chúng tôi vẫn đều duy trì các mũi thi công để đảm bảo cái tiến độ theo kế hoạch đã đưa ra. Một hình hài mới trên cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Tập đoàn Đèo Cả đang duy trì các mũi thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ thực hiện các hạng mục để hoàn thành dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Thời gian qua, cử tri tại Thừa Thiên Huế phản ánh thực trạng nhiều tuyến đường do địa phương đầu tư cơ bản đã hoàn thiện, không thể đưa vào khai thác, vận hành do không thể đấu nối ra quốc lộ.
Đây là tuyến đường tỉnh lộ 7 nối dài do Ủy ban Nhân dân phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư với kinh phí gần 9 tỷ đồng. Đường thì làm xong từ cuối năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa thể đấu nối với quốc lộ 1 do vướng thủ tục. Mất cái cảnh quan, lãng phí là tài sản của nhà nước. Do đó đề nghị là các cấp xem xét cho mở rộng cái tuyến đường để là lưu thông đi lại, nhận cái lưu lượng xe là từ ngoài kia vào bên này qua. Thì mong muốn cái nguyện vọng của bà con dân rất là chính đáng, thì kính mong các ngành chức năng cũng xem xét để là cho đấu nối để nhằm phát triển cái kinh tế xã hội và đối với người dân được thuận tiện trong cái vấn đề buôn bán kinh doanh rồi sản xuất. Tuyến đường giao thông vành đai phía đông xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc dài 1,5 km với tổng mức đầu tư trên 43 tỷ đồng, sau khi hoàn thành đã bị khóa đấu nối với quốc lộ 1. Theo chủ đầu tư, lý do cơ quan chức năng chưa cấp phép là yêu cầu làm thêm đường gom. Điều này được cho là không thực tế và làm phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn. Thì nếu được các ngành liên quan xem xét và bỏ cái hạng mục đường gom đó và cho đấu nối vào tuyến quốc lộ ra, bởi vì xét về mặt lưu lượng ở đấy á, ở cái tuyến đường này ở tại thời điểm này và 10 năm sau thì nó không phải là các đường như tỉnh lộ hay là mà chỉ có là đấy là cái đường để phát triển đô thị, cho nên lưu lượng xe ra vào nó cũng nhiều. Liên quan đến thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp để làm văn bản đấu nối các tuyến đường trên địa bàn. Tuy nhiên, trong lúc chờ giải quyết, nhiều công trình hạ tầng giao thông vẫn đang bị bỏ hoang lãng phí như thế này. Quyết định chấp nhận cho đấu nối của Trung ương, tức là của Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông. Thì cái vấn đề này nếu đặt ra một cách máy móc như vậy và quá trình thực hiện thì nó mang chất lý thuyết hình thức quá. Thì tôi nghĩ rằng là phải có sự phân công, phân cấp để giúp cho cái vấn đề đấu nối này nó thực hiện một cách dễ dàng hơn. Phóng viên đã liên hệ với Văn phòng Đường bộ 2.5 tại Huế, nhưng đơn vị đã từ chối với lý do không có thẩm quyền phát ngôn. Và câu chuyện đường làm xong không biết bao giờ được đấu nối tại Thừa Thiên Huế đang là sự lãng phí chưa có lời giải thời gian qua. Thưa quý vị, theo phong tục đã có từ hàng trăm năm nay, vào ngày 29 tháng 7 âm lịch hàng năm, tức ngày 1 tháng 9 năm 2024, sáng nay tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, chính quyền tỉnh Bình Định cùng với người dân huyện Tây Sơn đã long trọng tổ chức lễ giỗ 232 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1792-2024. Nhằm thể hiện lòng tri ân, ngưỡng vọng công đức của vua cùng với các vị anh hùng thời Tây Sơn một lòng vì nước, vì dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước, giữ yên bờ cõi. Trong không khí trang nghiêm tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với người dân và du khách đã dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và lễ dâng hương, lễ giỗ tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Là một tướng lĩnh tài ba, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc vĩ đại, đánh đổ các thế lực phong kiến, xóa bỏ ranh giới sông danh, chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm, Xoài Mút và đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Nét đẹp tín ngưỡng tâm linh dỗ vua còn lan tỏa tạo sự gắn kết giữa vùng đất Tây Sơn Hạ Đạo, huyện Tây Sơn và vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cùng hướng về cội nguồn dân tộc.